đổi mới không ngừng, mang đến người tiêu dùng những sản phẩm khuôn mẫu và nhựa công nghiệp hàng đầu Việt Nam là ước vọng và tâm huyết của công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Nam Shinhirose trong suốt 25 năm qua. Mục tiêu của Phong Nam là trở thành một trong top 100 nhà công nghiệp hỗ trợ hàng đầu cả nước, người bạn tin cậy, đồng hành cùng các doanh nghiệp vì một nền công nghiệp Việt Nam xanh và thịnh vượng. Phong Nam hiện đang có nhà máy đặt tại khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, với 3 nhà xưởng được trang bị máy móc, thiết bị gia công hiện đại, ứng dụng robot vào trong sản xuất. Vừa thiết kế và chế tạo khuôn mẫu, vừa sản xuất các sản phẩm nhựa theo yêu cầu, Phong Nam có 2 dòng sản phẩm chủ lực, đó là sản phẩm nhựa mang thương hiệu Forlin như thùng sơn, thùng đựng, phục vụ cho công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản. Đĩa đựng thực phẩm dùng một lần để xuất khẩu đi Nhật. Dòng sản phẩm thứ hai là các sản phẩm OEM gia công cho khách hàng như các linh kiện, phụ tùng bình nóng lạnh, phụ tùng xe máy và một số sản phẩm sử dụng một lần như khóa niêm xăng dầu, dây thít cung cấp cho ngành hải quan, bưu điện. Với những sản phẩm này, khách hàng đưa ý tưởng hoặc bản vẽ, sau đó Phong Nam sẽ thiết kế khuôn mẫu, sản xuất ra sản phẩm nhựa và cung cấp cho khách hàng dưới thương hiệu riêng của doanh nghiệp. Giá trị cốt lõi của Phong Nam chính là công nghệ. Bởi số lượng doanh nghiệp có thể thiết kế và chế tạo khuôn mẫu như Phong Nam tại Việt Nam không nhiều. Từng năm một, công ty liên tục đầu tư đổi mới công nghệ và trang thiết bị, tập trung vào các sản phẩm cốt lõi, đào tạo nhân lực nhằm thay đổi căn bản và nâng cấp hệ thống quản lý, kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Hà Nội và cả nước. Phong Nam hiện đang áp dụng công nghệ cao vào chế tạo khuôn mẫu, thiết kế tự động hóa. Bên cạnh đội ngũ thiết kế giỏi, hệ thống máy CNC hiện đại giúp công ty nâng cao năng suất lao động và ổn định chất lượng sản phẩm. Đây là công nghệ in trong khuôn hiện đại nhất hiện nay, sử dụng robot hoàn toàn mà Phong Nam là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở miền Bắc đang áp dụng. Chỉ mất khoảng từ 30 đến 40 giây để cùng lúc ép và in ra một sản phẩm thùng sơn. Còn với công nghệ in chuyển nhiệt, sau khi ép xong, sản phẩm cũng chỉ mất khoảng 20 giây để in ra thành phẩm. So với công nghệ in lưới bán tự động, công ty vẫn đang cùng lúc vận hành, thì sản phẩm in trong khuôn và in chuyển nhiệt có độ bóng và bền, đẹp hơn, chất lượng sản phẩm ổn định. Nhìn lại chặng đường 25 năm qua, công ty Phong Nam luôn tự hào với những nỗ lực bền bỉ của mình. Từ xuất phát điểm ban đầu chỉ là một tổ hợp tác sản xuất của các anh em ở viện máy và dụng cụ công nghiệp với số vốn ít ỏi 12 triệu đồng vào năm 1994. Ngày 15 tháng 8 năm 1995, công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Nam chính thức có giấy phép và đi vào hoạt động với số vốn đăng ký 800 triệu đồng và 64 triệu đồng vốn thực có. Đã có những tháng năm đầy biến động, thua lỗ, thay đổi nhân sự, cổ đông rút vốn. Năm 1998 là dấu mốc ghi nhớ khi Phong Nam phải tái cấu trúc lại công ty, còn lại 2 thành viên từ bỏ sản xuất ngành nhựa gia dụng, chuyển hẳn sang sản xuất nhựa công nghiệp. Cho đến năm 2003, doanh thu của công ty bắt đầu đạt 1 triệu đô la Mỹ. Năm 2006, doanh thu đạt 2,1 triệu đô la Mỹ và năm 2009, doanh thu đạt 3,3 triệu đô. Hiện nay, doanh thu hàng năm của Phong Nam đạt hơn 8 triệu đô la Mỹ, xấp xỉ 170 tỷ đồng. Một dấu mốc rất quan trọng trong sự phát triển của công ty đó là vào ngày 23 tháng 8 năm 2016. Phong Nam chính thức liên kết với công ty Shinhirose Commercial có trụ sở chính tại Fukuoka, Nhật Bản. Công ty Shinhirose góp 15% vốn đầu tư, nâng tổng số cổ đông chính của công ty lên 3 thành viên. Cũng từ đây, Phong Nam Shinhirose đầu tư thêm phòng làm sạch OPS để sản xuất riêng khay OPS đựng thủy hải sản xuất khẩu đi Nhật Bản và Trung Quốc. Với các sản phẩm khay OPS và đĩa nhựa Shinhirose đang hiện diện tại các cửa hàng ăn uống của Nhật tại Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới, thì Phong Nam đang áp dụng công nghệ giải màng hoa văn. Sản phẩm sau khi làm ra không chỉ có mẫu mã đẹp mà còn đảm bảo về chất lượng. Công ty cũng bắt đầu mở bán sản phẩm đĩa này ở trong nước cho chuỗi Yeomon với giá thành từ 4.000 đồng đến 22.000 đồng một chiếc. Sự vươn lên không ngừng và tìm tòi sáng tạo để vượt khó đi lên. Với tiêu chí lấy chất lượng là yếu tố sống còn chính là bài học cho sự trưởng thành của Phong Nam. Với phương châm khách hàng là số 1, nhân viên là vốn quý của công ty, hoạt động dựa trên 4 chữ tín, năng, nhân, hòa, uy tín của Phong Nam ngày càng được nâng cao. Số lượng khách hàng truyền thống tăng từ con số hàng chục lên hơn 300 vào thời điểm hiện tại.
nhiều thương hiệu uy tín đã gắn bó lâu năm với công ty như Honda, Ariston, Piaggio, Xuân Hòa, Peco, Viglacera và gần 180 thương hiệu sơn trong và ngoài nước. Công ty cổ phần hãng sơn Đông Á là khách hàng truyền thống đã gắn bó gần 10 năm với Phong Nam. Với những doanh nghiệp như hãng sơn Đông Á, Phong Nam luôn là người đồng hành tin cậy. Xuyên suốt một cái quá trình dài như thế thì bên Phong Nam là chất lượng ngày càng đi lên, là cái thứ nhất. Thứ hai là về cái uy tín. Uy tín của Phong Nam thì khi người ta đã hứa với mình, hẹn với mình thời gian giao hàng như thế nào thì là đúng như thế, và hầu như là người ta không có bị thay đổi hay là làm cho mình thất vọng về cái việc đấy. Và một cái vấn đề nữa là về cái phục vụ của Phong Nam. Bên tôi có những cái có thể cần gấp, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi thì bên Phong Nam có thể người ta sẽ phục vụ tận tình về cái việc đấy. 1/4 thế kỷ đầy trải nghiệm, không ngừng sáng tạo, ứng biến linh hoạt với mọi biến động của thị trường, Phong Nam đã có thêm sức mạnh để thành công, kiến tạo giá trị vững bền cho doanh nghiệp cũng như không ngừng nâng cao các giá trị gia tăng cho khách hàng. Trong tương lai, Phong Nam sẽ tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về công nghệ, đồng thời hướng tới xuất khẩu sản phẩm của mình sang châu Âu và Mỹ. Triết lý kinh doanh suốt 25 năm qua, tín, năng, nhân, hòa sẽ vẫn tiếp tục là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Phong Nam. Lấy chữ tín làm gốc, Phong Nam luôn tâm niệm đã hứa là phải làm cho đúng. Và chữ tín cũng luôn luôn phải được cải tiến để đáp ứng cao hơn cả sự mong đợi của khách hàng. Từng ngày, Phong Nam phải hướng đến sự năng động. Năng động để đáp ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh đầy khốc liệt. Năng động để sản phẩm của Phong Nam đẹp hơn, chất lượng hơn. Ở Phong Nam, con người được xác định là nhân tố quyết định làm nên mọi thành công. Bởi vậy, việc xây dựng đội ngũ là một quá trình liên tục và không có điểm dừng. Hiện công ty có gần 200 cán bộ công nhân viên, đa phần đã gắn bó với Phong Nam từ 10 đến 20 năm nay. Tạo ra một môi trường hòa hợp, đoàn kết chính là bí quyết để Phong Nam gắn kết cán bộ công nhân viên. Phong Nam coi trọng hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội, từ chi bộ, công đoàn đến đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Sự quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống của người lao động đã tạo nên một gia đình lớn để mỗi thành viên cùng nỗ lực cống hiến, vun đắp cho sự phát triển. Có được sự thành công của Forlin trong 25 năm qua có 4 cái lý do chính. Một là Forlin luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, theo tiêu chí chất lượng phù hợp, giá cả hợp lý và giao hàng đúng hạn. Thứ hai, Forlin có được đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết, sáng tạo cùng với ban lãnh đạo theo tiêu chí tín, năng, nhân, hòa. Thứ ba là Forlin đã giải quyết được bài toán hài hòa 5 lợi ích của cán bộ công nhân viên, lợi ích của nhà nước, lợi ích của các thành viên góp vốn, lợi ích của công ty và thứ năm là lợi ích của cộng đồng. Forlin phát triển vì một Việt Nam xanh và thịnh vượng. Cái cuối cùng là yếu tố mà Forlin có được là sự đồng hành của hơn 300 khách hàng cùng với các cơ quan chức năng như ngân hàng, ban quản lý khu công nghiệp, chính quyền địa phương. Đơn hàng nối tiếp đơn hàng, những nỗ lực bền bỉ trong suốt 25 năm qua đang được đền đáp bởi sự tín nhiệm ngày càng cao của khách hàng. Nhà máy hoạt động hết công suất 3 ca liên tục, 1/4 thế kỷ đón đầu thử thách. Phong Nam cũng không quên mang mùa xuân đến cho những vùng đất khó, những mảnh đời còn kém may mắn. Môi trường làm việc ở Phong Nam đã tôi luyện cho những con người nơi đây những phẩm chất quý giá cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh nghề nghiệp. Tuổi 25 là độ tuổi đẹp nhất, cũng là ghi dấu một chặng đường để Phong Nam bước tiếp. Một doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghiệp hỗ trợ của thủ đô và đất nước. Một tập thể ấm áp yêu thương, luôn biết sẻ chia và xông pha. Nhưng trên hết là một Phong Nam tuổi 25 tràn đầy mơ ước, bền bỉ đối mặt với thách thức, bản lĩnh và nỗ lực vững bước tiến tới tương lai vì một mục đích cao cả. Đó là đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt để cùng kiến tạo một nền công nghiệp Việt Nam xanh và thịnh vượng.